Vẫn là tình huống theo sát của Hoàng Vĩ Sai đối với Văn Toàn. Và cũng đầy kinh nghiệm, anh không cố đưa mình vào một tình huống va chạm, nhưng cũng đủ để cho Văn Toàn không thể đưa được trái bóng vào phía trong. Nhịp vào bóng của Hoàng Vĩ Sai là vừa đủ. Mất bóng như vừa rồi là cực kỳ nguy hiểm và cần phải được rút kinh nghiệm. Các tiền vệ của Hoàng Gia Lai cần phải thực hiện những pha bóng phối hợp chính xác hơn. Khả năng chuyển đổi trạng thái của câu lạc bộ Hải Phòng được đánh giá khá cao khi mà họ sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn như là Jermilin hay là Mpande. Không được, sẽ có quả đá phạt góc. Jermilin vẫn cố để mang được một quả đá phạt góc về cho đội bóng của mình. Thời gian đá bù giờ của hiệp 1 chỉ là 1 phút. Và bằng giải thiếu hợp lý của Văn Đình Vũ Hải, nhưng sau đó thì Felipe Martins một lần nữa khiến cho người ta phải ngao ngán về khả năng dứt điểm của mình. Lại là một cú đá đưa trái bóng đi vo xà ngang. Hãy nhìn cái cách mà cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai đang phản ứng lại khi chứng kiến cơ hội vừa rồi bị bỏ lỡ. Văn Đình Vũ Hải xử lý không an toàn và khung thành gần như là đã rộng mở. Góc sút cũng là rất rộng nhưng Felipe Martins lại dứt điểm lên trời. Như vậy là hiệp 1 trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Hải Phòng, trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 24 của V-League 1 năm 2019 đã kết thúc. Tỷ số là 1-1. Một hiệp đấu.